Chào các bạn, chúng ta giải vòng số 5 V-Olympic của khối 7, nick số 3, tăng dần. Giá trị đầu tiên người ta cho mình luôn. Bài thứ 2, lấy B trừ A. Rồi bài này các em lấy B trừ A là thành 5,94. B trừ A thì ở dưới sẽ là 3,2 trừ cho trừ 1,2 là thành 4,4. Vậy nó sẽ thành gì? 5,94 chia cho 4,4 là bằng 1,35. Rồi, người ta bắt tìm A thì lấy 1,35 nhân cho trừ 1,2. Kết quả sẽ là trừ 1,62. Rồi, ta có trừ 1,62. Bài tiếp theo, nhân chéo chia ngang, x sẽ bằng 3,5 nhân 7 chia cho trừ 1,5 trừ 16,33 trừ 16,3 chu kỳ. Bên này bài này hơi mệt đấy nha. Rồi bài này các em cũng đừng có lo, nếu dùng máy tính thì xong rồi ha, cái dùng máy tính là xong rồi. Bây giờ nếu các em tham gia các cái khóa học trên mạng thì thầy sẽ dạy cho em cách dùng máy tính rất nhanh, đồng thời cũng dạy kiến thức toán chứ không có dạy ăn gian không các em nhé. Bây giờ ta đang bồi dưỡng thì ta nên làm nó đúng kỹ thuật chứ đừng có dùng máy tính lạm dụng á. Rồi vậy nó sẽ là 2x cộng 12 trên 5x và cộng cho 18. Bây giờ ta lấy tử trừ tử, tử này trừ cho tử này, tử sau trừ tử trước đi. 2x trừ hết là hết, 12 trừ 2 là thành 10, 5x trừ 5x là hết, 18 trừ cho trừ 3 là thành 21. Đó, từ đây mình dễ dãi hơn. Bây giờ mình sẽ có là 21 nhân cho 2x cộng 2 sẽ bằng 10 nhân cho 5x trừ 3 ha. Thì các em lấy cái tỷ số đầu tiên với tỷ số cuối cùng nhân chéo tử mẫu, nhân chéo chung tỷ ngoài tỷ lại. Rồi mình giải bằng tay thôi, dùng tính chất phân phối giải hoặc là dùng máy tính ha. X sẽ bằng 9 nha. Bài tiếp theo là 4,75. Ô tiếp theo là 4,75. Rồi 1 trừ x sẽ bằng 22,3 hoặc là trừ 22,3. Các em giải như đã thường giải cái này, giải hoài. Vậy là 22,3 trừ cho 1 là bằng 21,3 trừ 21,3 đấy. Giá trị lớn nhất ở trong cái ngoặc nhọn á là trừ 6,5. Đó là giá trị lớn nhất. Xin lỗi, giá trị nhỏ nhất. Trong ngoặc nhọn thì trừ 6,5 là giá trị nhỏ nhất. Nhân với âm 5 lần trước thì lại là giá trị lớn nhất. Nhân với số âm thành lớn nhất em. Âm 6,5 nhân cho âm 5 thì được là 32,5.
Hãy nhớ, ở hai nít trước thầy giảng rất kỹ. Một cái bình phương và một cái trị tuyệt đối thì luôn luôn lớn hơn bằng 0 nhé. -1.48. Cái cuối cùng ta ấn máy đi. 11.3 trừ ngoặc ngoặc trừ 2.2 cộng 180.6 trừ 12.3 đúng không ạ? Trừ 154.8. Và này 2 mũ 6, 6 mũ 4 chia cho trừ 27 trên 225 nhân cho 9/25 bằng trừ 0.18. Rồi bây giờ ta chọn đáp án tăng dần, thấp nhất là -154, tiếp theo là -21.3, tiếp theo là -16.3, tiếp theo là -2.1, -1.62, -1.48. Đây. Rồi -0.18, rồi tới 4.75, tới 9 và tới 32.5. Bài này như ta giải ở nít trước rồi kìa. A trừ B là 12, rồi chia cho trừ 6 là trừ 2. Người ta bắt tìm B thì ta lấy 4.5 nhân trừ 2 là trừ 9. Trở về nít trước thầy giảng kỹ lắm ha. Coi lại 7 nhân 5 chia đôi 17.5 là 17 1/2. A song song B, C song song D, A song song B, C song song D, A lại vuông góc với lại C. Tìm kết luận sai. Các em vẽ hình ra đi, các em sẽ thấy B nó sẽ vuông góc với D là đúng. Này đúng. A vuông góc với C cũng đúng. B vuông góc với C cũng đúng. A song song C là sai. Người ta cho A vuông góc C này, đây lại có A song song C nữa, vô lý. À, cứ bài kiểu này này. Bài kiểu này thì khỏe, đỡ phải tính toán. Vẽ hình rồi xong. A song song B, B vuông góc C, C lại vuông góc D. Tìm kết luận đúng. B không vuông góc với D mà song song. A không song song với C được, A vuông góc với C. Đây, A vuông góc với C. Cẩn thận nghe người ta hỏi đúng hay là sai cũng cẩn thận. Cái bài này ở nít trước thầy làm rồi. Hình như nó ra 1/6 nha. Coi lại. Lỡ sai cũng không sao. Các em trở lại nít trước thầy làm rất kỹ. Ồ, chỉ nhớ không tồi. Cái này rút gọn nè. 2 bình hết. 3 bình hết. 4 bình hết. 9 bình hết. Còn 1 bình/10 bình, tức là 1/100. Nít trước có giải rồi. X sẽ bằng 1.2 kia. 1.2 trừ 2.2 là ra trừ 10 này. Bên này ra trừ 10, trị tuyệt đối thì bằng nhau. 1.2. Tỷ lệ thức sai. Các em cứ nhân chéo lại. Nhân chéo lại mà nó không bằng nhau. Tích chéo, trung tỷ, ngoại tỷ không bằng nhau thì là sai thôi ha. Cái thứ nhất đi, 2.5 nhân 5.2
trừ cho 7,5 nhân cho 1,4 không có ra không. Hai tích chéo này không bằng nhau, vậy đây là tỷ lệ thức sai này. Bài này nít trước ta làm rồi, x sẽ bằng 2. Trở lại nít trước xem thầy giảng này. Không giảng lần thứ hai đâu, mệt quá rồi. Bài này cũng vậy, ở nít số 1 thầy giải rất kỹ. X sẽ bằng 5. Coi lại. Hình như hết câu khó rồi. Câu khó ta gặp hết rồi đó kìa. Rồi. Ồ, mấy cái này không nhớ đáp án cũ quá chứ. Phải làm lại à? A chia B, cái này làm rồi cái nha. Làm rồi. Giờ thầy không nhớ đáp án cũ rồi. Rồi. Trừ 4,8 phần cộng 3,8 phần, vậy là K sẽ bằng 6. K bằng 6. A cộng B là 3,8 trừ 2,4 nhân cho 6. 8,4. Bài này ở nít 1 thì cũng giải rồi nha. Hình như là hai số, nhớ không lầm là hai số. Cái này thì x bằng 10. Cái này không nhớ nổi. 3 phần, 5 phần. 3 phần nhân 3 là 9 phần, vậy là 4 phần. 4 phần bằng 17,2. 4,3 một phần. Nhân 8. 34,4. Bài này là hai giá trị. Câu 6 em trở về nít số 2. Nít số 2 thì giải rất kỹ rồi nhé. 25 phần bằng 36. Nghĩa là K bình sẽ bằng 36 chia 25. 1,44. 1,44. 3 x 4 là 12. 17,28 nha. Về nít số 2, thầy giải bài này kỹ lắm nha. Câu số 7, giá trị nhỏ nhất là trừ 2,5. Hình như hết câu khó rồi. Xong cái này là ta chia tay nhau thôi. X cộng Y sẽ bằng 0,7. Trở về nít trước xem. Bài này à, có hai câu khó. Chẳng bỏ công mình đúng không? Câu số 9, tập hợp các số x nguyên để cái này đạt giá trị nhỏ nhất, như là giải rồi. Trừ 1, 0, 1. Đâu làm lại coi. Ở nít trước như giải rồi thế. Đúng rồi, ở nít trước thì giải rồi. D nó sẽ lớn hơn 1 bằng 5,5 nhé. Dùng cái bất đẳng thức giá trị tuyệt đối của A cộng giá trị tuyệt đối của B lớn 1 bằng giá trị tuyệt đối của A cộng B, kèm trở về nít trước. Dấu bằng. Dấu bằng khi 2x cộng 5, 2x cộng 2,5.
nhân cho 3 trừ 2x là lớn hơn bằng 0. Và từ đây kết suy là x sẽ bằng, ta dùng máy tính để giải, dùng chức năng trên máy tính. Đúng không kem? Trừ 1, 0, 1 à, nít trước thầy giải rồi, giờ thầy mới nhớ. Trừ 1, 0, 1. Mất thời gian quá. Trừ 1, 0, 1. Các em tham gia khóa học trên mạng của thầy thì giải những bài này trở thành chuyện rất đơn giản các em nhé. Ở đây thôi, không có thời gian thôi. Ở lại tối quá rồi, buồn ngủ quá, mệt quá rồi. Các em nhớ cái địa chỉ, cái web của thầy lên đây buồn luận hoặc rest.com á, muốn đăng ký học thì lên đây đăng ký nha. Sắp tới là thi vòng trường, vòng huyện, vòng tỉnh thì cũng nên tham gia cái khóa học này để thi được tốt hơn tùy các em ha. Ở đây trên này thầy hướng dẫn rất kỹ rồi, các em cứ lên này các em đăng ký nha. Bài tiếp theo. A trên 3 bằng B trên 4 và bằng C trên 5. Giả sử bằng K đi. Tóm lại là tôi có A là 3 phần, B là 4 phần là 4K đó, C là 5 phần là 5K. Vậy A là 3K nè. A cộng 2B cộng 3C đó là bằng 44,2. Người ta cho, cái này người ta cho A là 3K cộng 2 phần, B là 4 phần, như vậy 2 nhân B là 8 phần, C là 5 phần, vậy 3 nhân C là 15 phần. 3 phần cộng 8 phần cộng 15 phần là bằng 44,2. 3 cộng 8 cộng 15. 3 cộng 8 cộng 15 26 phần. 26K sẽ bằng 44,2. Từ đây suy ra K sẽ bằng gì? 44,2 chia 26, 1,7 kìa, 1,7. Từ đây các em suy ra A bằng, B bằng, C bằng ha. A bằng 3 phần, tức là 3 nhân 1,7 bằng 5,1. Còn B là 4 phần, 4 nhân 1,7 6,8. C là 5 nhân 1,7 8,5. Rồi. Như vậy A cộng B trừ C sẽ bằng gì? A cộng B trừ C sẽ bằng A cộng B trừ C sẽ bằng là tôi lấy cộng trừ thôi, 5,1 cộng 6,8 trừ 8,5.
là bằng 3,4. Ngoài ra ta còn một cái cách giải nữa là a cộng b là 3 phần cộng 4 phần là 7 phần, trừ c là 5 phần là còn 2 phần. Thì lấy 2 nhân cho 1,7 ra nhanh hơn, 3,4 nhanh hơn. Trở lại bài. Đúng rồi đó các em. Ủa sao cái đồng hồ nó không chạy nữa ta? Hay à? Hay nhỉ? Rồi ta nộp bài. Rồi hẹn gặp lại các em ở vòng thi tiếp theo nhé. Nhớ đăng ký các khóa học trên mạng của thầy để tăng trình độ cho vòng thi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh. Riêng lớp 9 thì với lớp 5 thì có cấp quốc gia nữa. Rồi, gặp lại các em sau.